Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày của mình. Hôm nay thì mình cùng các bạn đi tham quan một dự án ha. Mình sẽ cùng các bạn đi tham quan một dự án nằm trên trục đường quốc lộ 50. Vị trí của dự án này thì nó nằm cách cầu Ông Thìn trên trục đường quốc lộ 50 khoảng tầm là 2 km ha các bạn. Ở đây thì thuộc địa phận Cần Duộc, Long An và xã Tân Kim ha. Ở đây thì đất ở tại đô thị rồi các bạn. Từ ngã ba Tân Kim mình đi hướng vào trung tâm thị trấn Cần Duộc thì mình sẽ thấy được một khu công nghiệp rất là lớn. Đây là cổng vào đây các bạn. Thì mình đang đứng ở trên trục đường quốc lộ 50 là hướng đi vào khu công nghiệp đây. Thì ở đây thì thuộc khu công nghiệp Tân Kim mở rộng ha. Và một cái dự án trong đây thì đã được bán cách đây khoảng tầm là gần 10 năm rồi các bạn. Thì hiện tại thì trong đây những cái quan cảnh như thế nào, những cái hiện trạng như thế nào và giá cả nó cập nhật ra sao thì mình cùng các bạn đi tìm hiểu xung quanh ở khu vực này một chuyến ha, để cho các bạn nắm rõ được là cái lịch sử giá cũng như là những cái biến đổi của thị trường bất động sản khu vực vùng ven. Đích thực là vùng ven luôn đó các bạn, thì nó chỉ có cách Bình Chánh mình khoảng tầm là 2 km tính từ cầu Ông Thìn tính ra thôi. Và một vài thông tin cơ bản của dự án này. Dự án này được mang tên là khu tái định cư Tân Phước ha. Thì người ta hay gọi khu này gọi là khu dân cư Đặng Huỳnh đó các bạn. Ở vị trí đây thì thuộc xã Tân Kim, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Và cho các bạn nhìn xem trên một cái bản đồ quy hoạch thì cái khu này nó chỉ vỏn vẹn một cái diện tích cũng khiêm tốn thôi, không được to. Và khu đây thì là một trong những khu phân lô bán nền tiêu biểu ở trong khu vực. Thì mình xin lấy ra làm ví dụ cho các bạn biết được là cái giá của bất động sản ở khu vực này hiện tại nó đang biến động như thế nào ha. Ở đây thì có tổng diện tích là 18,22 hectare, trong đó đất dân cư là 9,7 hectare các bạn, nhà phố được là 0,56 hectare, những cái căn hộ cao tầng, chung cư cao tầng thì nó cũng chiếm rất là ít, 0,77 hectare thôi. Và những cái khu biệt thự song lập, đơn lập thì những cái khu này nó sẽ bao quanh khu vực là ven sông đó các bạn, thì những cái khu vực này nó cũng rất là ít ha. Hầu như trong đây là đất thôi, đất là nhiều hơn, từ lúc mở bán tới giờ thì ở đây là đất là nhiều thôi các bạn. Đất dân cư và đất dịch vụ công cộng, giao thông và cây xanh thì nó chiếm tối đa. Đất dân cư thì 9,7 hectare, còn đất dịch vụ công cộng, giao thông, cây xanh thì khoảng tầm là 8,52 hectare các bạn. Ở khu vực này thì chủ yếu lập ra là giải quyết cái vấn đề về chỗ ở đúng thiết thực nhất ở khu vực. Rõ ràng rằng là ở đây thì nó nằm kế bên khu công nghiệp Tân Kim mở rộng các bạn, nằm ngay khu công nghiệp luôn, cho nên là những cái quy hoạch trước đây, những người mà bị giải tỏa quy hoạch thì họ sẽ ưu tiên cấp cho một lô đất, hai lô đất trong đây để đền bù ha, thì họ sẽ có được một cái nơi để mà họ sinh sống, phát triển. Thì hiện tại khu vực trong đây thì cũng rất là sầm uất rồi các bạn. Tuy mật độ xây dựng trong đây không được nhiều, hiện tại chưa nhiều các bạn, nhưng mà dân cư ở trong đây thì ở cũng rất là đông rồi. Nó không có phải là hoang vu hẻo lánh như những cái khu phân lô khác. Về mặt quy hoạch thì trong khu vực này được quy hoạch cũng tương đối bài bản, đường cống rãnh thoát nước cho đến đường xá rộng rãi thoáng mát, những khu công viên cũng quy hoạch rõ ràng theo ô bàn cờ hết ha các bạn. Thì giá ở đây thì nó sẽ dao động tùy thuộc vào vị trí nữa. Những cái lô đất gần công viên, gần dịch vụ, gần trường học thì nó sẽ cao hơn những cái khu bình thường. Và cái mức giá ở khu vực này hiện tại, tính tới thời điểm hiện tại, mỗi lô đất 90m2, 90m2 nha các bạn, thì giá bán tầm là 2 tỷ 4, 2 tỷ rưỡi đến 2 tỷ 9 mỗi lô rồi. Có những lô vị trí đẹp thì nó lên tới hàng 3 tỷ các bạn. Ở khu vực đây thì giá bán trước đây, mình cập nhật cho tất cả các bạn một cái lịch sử giá để các bạn hình dung ha. Trước đây thì trong giai đoạn cách đây là khoảng gần 10 năm, thời điểm mở bán là nằm khoảng tầm là thời điểm năm 2015, 2016 mở bán các bạn. Thì trong giai đoạn này đang bán ở một mức giá đất thổ cư, mỗi lô đất nền ở đây là 450 triệu đến là 490 triệu mỗi lô. Tùy thuộc vào vị trí. Thì thời điểm hiện nay thì giá nó đã tăng lên đến là 2 tỷ rưỡi đến 2 tỷ 9 rồi. Thì
thì các bạn thử nghĩ xem nó tăng bao nhiêu lần ha, mấy trăm phần trăm rồi các bạn. Hiện tại thì chỉ có vỏn vẹn chưa tới 10 năm, chưa tới 10 năm ha. Thì cái lý do nào mà giá đất ở đây tăng một cách chóng mặt như vậy thì nó có rất là nhiều lý do các bạn. Thứ nhất là cái vị trí cực kỳ thuận lợi, thuận tiện đi lên thành phố Hồ Chí Minh, đi theo trục đường quốc lộ 50 ha. Thứ hai thì khu vực trong đây cũng được quy hoạch bài bản, dân cư ở là hiện hữu sẵn rồi, và một cái vị trí cũng rất là đẹp. Công nhân hiện tại đang làm việc tại khu công nghiệp kế bên đây, thì ở khu vực này thì khu công nghiệp cũng rất là nhiều các bạn, cho nên là nhu cầu giải quyết để ở thì cũng rất là cao. Thế nên là khu vực này có một cái mức giá nó tăng rất là nhanh, và tính tới thời điểm hiện tại thì mức giá nó đã neo ở một mức giá là 2.7 tỷ đến chạm ngưỡng 3 tỷ mỗi lô rồi. Thế nên thì khu vực này thì cái đà tăng trưởng về giá nữa thì theo mình nghĩ thì sẽ không còn tăng nhiều nữa đâu. Thứ hai thì nó đã trải qua một cái đợt sốt đất rồi các bạn. Qua một cái giai đoạn sốt đất rồi, giai đoạn từ năm 2015-2016 đến nay thì nó đã trải qua một cái thời gian đỉnh rồi. Cho nên là giá đất nó cũng đã hình thành được một cái mức giá chung rồi. Khu vực này thì hiện tại thì chỉ thích hợp mua để ở mà thôi. Và theo đánh giá cá nhân của mình, tại khu dân cư Đặng Huỳnh này thì khu vực đây về mức giá thì giá nó hiện tại cũng đang neo ở một mức giá rất là cao rồi các bạn. Nếu mà muốn đầu tư, kinh doanh và lời ngay thì trong khu vực này thì mình nghĩ là không thích hợp. Thứ hai thì ở khu vực này thì chỉ phù hợp với là để ở thôi. Tuy nhiên thì nói những cái điểm tốt thì nó cũng có một số bất cập, những cái điểm xấu các bạn. Thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm ha. Ở khu vực này thì theo mình nhận định một cái dễ nhận thấy nhất, đó là nó nằm kế bên khu công nghiệp các bạn. Kế bên khu công nghiệp thì hiện tại thì với xã hội hiện đại ngày nay thì những cống rãnh thoát nước thì với đường nước là mình dùng đường nước máy rồi thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ sợ một cái duy nhất là ảnh hưởng tới là chất lượng không khí ở khu vực này thôi. Đó, những cái khó, những cái sợ nhất của lựa chọn bất động sản để ở là sợ là chất lượng không khí. Ví dụ như những cái bất động sản nào mà nó nằm gần ở khu bãi rác nè, khu công nghiệp nè, thì mình rất là sợ những cái ảnh hưởng của những khói bụi, những cái nơi mà khí thải của những cái khu công nghiệp đó thải ra các bạn, cũng rất là ảnh hưởng tới sức khỏe ha. Còn lại tất cả các yếu tố khác như là trường học, bệnh viện, trạm y tế, những cái khu siêu thị, thương mại cho đến là thuận lợi lưu thông thì khu vực này mình cảm thấy rằng là nó rất là ổn định các bạn. Và vị trí ở đây thì cũng rất là ok. Tuy nhiên thì mức giá hiện tại thì đã rất là cao rồi ha. Mức giá này nó cao hơn mức giá ở phía trong trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn các bạn. Phía trong trung tâm thị trấn Cần Giuộc theo mình biết, theo mình có nắm một vài thông tin trong đó thì có những lô đất trong đó nằm ở mức giá là khoảng tầm 2 tỷ mỗi lô thôi các bạn. 2 tỷ mỗi lô ha. Thì gần chợ, gần khu thương mại đầy đủ hết luôn các bạn. Chứ không phải rằng là nó sẽ nằm xa như thế này. Thì ở đây thì chỉ có là nó một cái vị trí thuận lợi gần hơn khu phía trong trung tâm thị trấn Cần Giuộc thôi. Tuy nhiên thì ở đây thì nó sẽ tiện ích, nó không có nhiều bằng phía trong trung tâm các bạn. Từ đây mình quẹo tay trái nè, mình đi lên trên thị trấn Cần Giuộc thì mất khoảng tầm khoảng 1 km nữa thôi là tới. Đó, cũng rất là gần. Thứ hai thì ở khu này đi lên trên thành phố Hồ Chí Minh nó gần hơn một xíu thôi. Nếu mà mình lựa chọn, cho mình quyền lựa chọn hai khu thì mình sẽ lựa chọn khu phía trong trung tâm thị trấn Cần Giuộc hơn là khu dân cư Đặng Huỳnh ha các bạn, vì một cái lý do là chất lượng không khí mà thôi. Còn đối với nhà phố trong khu vực này, những căn nhà xây sẵn hiện tại đang bán ở mức giá từ 4 tỷ 500 triệu đến 4 tỷ 800 triệu mỗi căn rồi các bạn. Có những căn 4 tỷ 8 thì trong giai đoạn hiện tại đây thì đang khó khăn về mua bán, giao dịch cũng như là thị trường bất động sản hiện tại đang chậm lại. Thì có động thái giảm giá, hiện tại mình đang có nắm một vài căn thì mức giá đã giảm đi khoảng từng vài trăm triệu trên một căn rồi các bạn. Ví dụ như có những căn 4 tỷ 8 thì giảm hiện tại còn giảm 2 lần rồi, còn là 4 tỷ rưỡi đó. Và có những căn là 3 tỷ 7 giảm thêm 2 lần rồi thì còn là 3 tỷ rưỡi các bạn.
thì cái mức giảm nó cũng không nhiều như là những cái khu dự án. Tuy nhiên thì trong đây mình được một cái là mình có được pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng và tiện ích đầy đủ, thích hợp để ở các bạn. Về lâu về dài thì giá ở trong khu này sẽ còn có đà tăng, tuy nhiên thì sẽ không tăng được cao đâu, tại vì hiện tại giá cũng rất là cao rồi các bạn. Đó thì đây là một vòng xung quanh khu dân cư Đặng Huỳnh để cho các bạn có thể nắm được bất động sản khu vực vùng ven một cái mức giá như thế nào và một cái lịch sử giá của nó như thế nào ha. Lịch sử giá thì ngay từ lúc đầu mới mở bán thôi, sổ hồng riêng với mức giá chỉ có là 490 triệu mỗi lô. Tuy nhiên thì qua một khoảng thời gian khoảng tầm 8 năm tới hiện nay thì nó đã tăng lên tới mức là 2 tỷ 7 mỗi lô rồi các bạn. Thì đó là một cái minh chứng cho thấy trong cái thời kỳ sốt đất thì giá của bất động sản nó đã tăng lên đến gần hàng chục lần rồi các bạn. Chứng tỏ rằng là thị trường bất động sản cũng rất là tiềm năng trong việc đầu tư sinh lời. Tuy nhiên thì việc lựa chọn bất động sản phải phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm nữa các bạn. Thời điểm này mà lựa chọn bất động sản thì quá là một lựa chọn mạo hiểm ha. Thì các bạn cũng nên cân nhắc để coi thử là mình nên đầu tư vào khu vực nào, cũng như là các bạn phải nắm được cái khu vực đó, lịch sử giá khu vực đó, cộng với những tiện ích, những thuận lợi, những khó khăn như thế nào thì mình mới đưa ra được một quyết định là mình mua bất động sản có hợp lý hay không ha. Đó là một cái chia sẻ của mình sau khi mà mình khảo sát trong khu dân cư này để cho các bạn biết được một cái góc nhìn khác, có thể là các bạn nắm được một cái phần giá chung cũng như là cái tốc độ tăng trưởng của thị trường bất động sản khu vực vùng ven ha. Rồi các bạn có ý kiến gì về khu dân cư này cũng như là những cái vùng đất ở khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực Cần Giuộc, Cần Đước và Bến Lức, khu vực phía Nam đó các bạn, thì các bạn hãy cho mình xin ý kiến ở dưới phần bình luận nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những video clip tiếp theo.